Kính chào quý khán giả và các đồng chí đang theo dõi bản tin thể thao tối trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Sau hai buổi tập nhẹ và chủ yếu giúp các cầu thủ làm quen với triết lý mới, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chú trọng đến việc rèn chiến thuật cho toàn đội để tìm ra đấu pháp cho trận đấu gặp Philippines. Dù không có nhiều thời gian để chuẩn bị ở đợt tập trung này, nhưng Hoàng Đức và các đồng đội vẫn cho thấy một sự tự tin về một chiến thắng. Ở buổi tập thứ 3 diễn ra hôm qua, huấn luyện viên Kim Sang-sik tập trung rèn chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam. Cùng với đó, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cũng tiến hành đánh giá nhân sự để xây dựng đội hình cho trận đấu gặp Philippines sắp tới. Không giống như thời huấn luyện viên Philip Chuzier nắm quyền, những gương mặt kỳ cựu như Hoàng Đức, Hùng Dũng hay Quang Hải đang nhận được sự tín nhiệm từ huấn luyện viên Kim Sang Sik. Bản thân Hoàng Đức cũng cho thấy được sự tự tin khi đang có phong độ khá tốt trong màu áo của câu lạc bộ thể công Việt Theo. Thì hiện tại thì Đức nghĩ đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia thì Đức sẽ có đầy đủ 100% phong độ và hướng tới trận đấu ngày mùng 6 và cố gắng nếu có cơ hội ra sân thì Đức sẽ thể hiện hết mình. Đối thủ nào cũng đối thủ nào thôi thì ở trận đấu này thì đã rất lâu rồi đội tuyển đã chưa giành chiến thắng và ở trận đấu mùng 6 này và cũng là bàn ra mắt của huấn luyện viên mới thì anh em cũng đã um, nói với nhau là cũng sẽ cố gắng ở trận đấu sân nhà này và cố gắng giành được chiến thắng. Trận đấu với Philippines sắp tới chắc chắn sẽ khó khăn với đội tuyển Việt Nam khi đối thủ này bổ sung nhiều cầu thủ nhập tịch. Tuy nhiên, như lời Hoàng Đức đã chia sẻ, anh và các đồng đội đã thi đấu với một Indonesia với nhiều cái tên nhập tịch, nên không có gì phải e ngại với Philippines. HLV Kim Sang-sik không có nhiều thời gian để tạo dấu ấn của mình trong hai trận đấu sắp tới, nên sự hiểu nhau của các cầu thủ cũng như tinh thần tập thể sẽ là vũ khí quan trọng của đội tuyển Việt Nam. Hy vọng với sự đoàn kết, quyết tâm và niềm tin chiến thắng mạnh mẽ, đội tuyển sẽ hoàn thành mục tiêu để dần lấy lại sự tự tin.